Đây, đầu có con thân xin chào cô chú bác anh chị em nhé. Hôm nay ngày 31 tháng 8 thì em cũng có lên một cái lô máy biển các bác nhé. Và ở trong này là có mấy con máy mini và bốn con máy lure các bác nhé. Còn lại là toàn là máy biển các bác nhé. Máy ngang tay phải các bác nhé. Thì có mấy con tay trái của loại dòng mini này các bác nhé. Đấy. Thì shop em ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Các bác nào ở gần thì ghé 719 xe 60 Hữu Tín Phát thì vào lựa cần máy gì đó là thì các bác cứ ủng hộ em nhé. Liên hệ về số 7788 73789 nha. Đó, cái lô này thì em cũng bao ship cho các bác luôn ha. Rồi để em lên cái mã đầu tiên các bác nhé. Cái mã đầu tiên là một cái cặp máy mini các bác nhé. Một cặp máy mini của loại nhỏ nhé các bác. Máy này nhỏ lắm. Nó bằng quả trứng gà thôi nhá. Các bác về câu tôm này, câu mực ha. Thì câu mấy con cá nhỏ ha. Đây, cái mã của nó là mã 310 các bác nhé, 310. Một cặp này thì có 200k thôi nhé. Một cặp 200k này. Và cặp này là có một máy tay phải và một con tay trái các bác nhé. Con này á, là con tay trái các bạn, tay trái hả? Còn con này con tay phải các bác nhé. Con tay phải ha. Đó, con này tay trái luôn. Tay trái luôn, thôi để các bác cặp này tay trái luôn nha. Cặp này cặp tay trái luôn. Đấy. À, con này con tay trái, con này con tay phải. Ừ. Này quay 2 chiều. Này quay 1 chiều. Đây cái bun của nó các bác nhé, bun của nó đây. Nhẹ hay nặng các bác cứ mở cái này ra nhá. Ừ. Này con tay phải nha, còn con này con tay trái nha. Này 2 chiều đây, bùn của nó đây. Đó. Cặp máy mini hiệu Daiwa các bác nha. Này, cặp máy mini hiệu Daiwa luôn, con hai con này hiệu Daiwa luôn các bác nha. Máy là máy nội địa Nhật các bác nha. Đấy. Đấy, giá chỉ có 200k bao ship cho các bác luôn ha. Một cặp 200k. M310 giá 200k bao ship ha. Ừ. Máy hoạt động ok bình thường các bác nha. Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền nhé. Rồi kế tiếp em lên cái mã thứ hai các bác nha. Mã thứ hai là mã 311 các bác nha. 311 này cũng là một cặp máy nó cũng nhỏ bằng quả trứng gà các bác nha. Bằng quả trứng gà này. Thì các bác cũng về câu tôm, câu cá bóng rồi câu các loại cá nhỏ ok các bác nha. Ở đây cũng có một con máy là tay trái. Máy này tay trái này các bác này. Mọi chức năng hoạt động là em đã kiểm tra hết đầy đủ các. À, hoạt động nó ok các bác nha. Đây. Máy mini ha. Con này là hiệu Olympic. Còn con này nó hiệu gì đây? Win. Đó, dòng này là cũng là dòng nội địa Nhật các bác nha. Đây. Con này là con tay phải nha. Tay phải. Đây. 2 chiều của nó đây. 2 chiều, đây 1 chiều. Còn con này thì nó bỏ tay trái các bác nha. Đây 2 chiều này. 2 chiều. Qua bên này 1 chiều nha. Đó. Rồi cái M311 này giá khoảng 200k luôn các bác nha. Giá 200k bao ship các bác nha. Rồi tới cái cặp thứ ba. Cặp thứ ba là M312. 312 các bác nha. Đây. Đây, con này là con tay quay phải các bác nhé, con này tay quay phải này, ha. Đấy, đây 2 chiều này, đây 1 chiều này. Đấy. Con này hiệu Daiwa luôn các bác nhé. Đây con này mini cat. Còn con này là tay quay trái nha. Con này các bác có thể đổi được, mở ốc này ra vặn ra đổi được tay phải được
con này luôn các bác nhé. Còn con này thì là tay phải chết luôn, còn con này là tay phải đổi đều đổi được cái nhé. Con này thì Machina xuất Nhật các bác nhé. Rồi M312 này giá cũng 200k các bác nhé, 200k bao ship một cặp này nhé. Rồi, tiếp tục em lên cái M313 các bác nhé, 313 ha. Đây, 313 thì là hai con này là tay quay phải luôn các bác nhé, tay quay phải luôn. Trường hợp cái con này mà nặng quá thì các bác mở bung ra miếng nhé, mở bung ra miếng thì nó nhẹ nhé. Đây là một chiều, còn bật qua bên này là hai chiều nhé, hai chiều ha. Đây một chiều. Con này hiệu Daiwa luôn ha. Đấy. Con này thì Machine Japan ha, con này Japan ha. Đây hoạt động ok các bác nhé. Đó. Đó, cái này quay hai chiều ha, bật cái này thì quay hai chiều, bật qua bên này thì quay một chiều nhé, tải cá lên nhé. Đó, bên của nó là kêu là nghe xương tai luôn. Bật lên bật xuống này, cái này lên thì nó kêu nhẹ hơn, kêu êm hơn ha. Còn cái này bật xuống đây thì kêu mặn hơn ha. Đó. Đó. Xin gia băng có hai cặp máy rất ok các bác nha, một cặp máy ok nha. Đó, cặp máy 313 này cũng giá 200k luôn các bác nha, 200k nha, 200k luôn ha. Rồi. Tiếp tục em lên 314 các bác nha, 314 cũng một cặp này. Một cặp máy của thằng này là cái gì, hiệu Shimano Machine Japan luôn. Thằng này của thằng này đây, thằng này cũng là Shimano luôn các bác nhé, Shimano luôn, nhưng mà hàng nội địa luôn các bác nhé, nội địa Nhật nhá. Cái này máy này là nó có thông số cước các bác này. Đây, quay số mình lên nó số nhảy đó ha. Đấy. Rồi. Qua bên này quay hai chiều nhá. Bên này hai chiều. Hai chiều. Bên này một chiều nhá các bác. Số còn nhảy ha. Đấy, con này thì các bác ấn qua bên này này. Quay bên này thì quay được hai chiều ha. À, quay một chiều tay cái lên ha. Đấy, các bác quay ngược về bên người mình á là quay được hai chiều ha. Đó, hai chiều. Còn cái bun nó nhẹ nặng ở đây các bác nha. Muốn nặng nhiều cá thì các bác cứ vặn cái này vào ha. Đó. Nó nặng hơn ha. Khi cá nó lôi cá thì nó mệt hơn ha. Rồi. Cái M314 này là cũng giá là 200k các bác nha, 200k bao ship nha. Này. M314 200k bao ship. Đây, một cặp. Các bác lấy về câu cái nhỏ ha. Rồi kế tiếp em lên 315 các bác nha, 315. Một con máy ngang câu lure nha. Con này Machine Thái Lan các bác nha. Machine Thái Lan. Đây. Đây là thông số cước của nó, cước 4 vào 135, cước 5 vào 510, cước 307, cước 4 140 ha. Đây. Đó, con máy hoạt động rất ok các bác nha. Con này con là hiệu Daiwa các bác, hiệu Daiwa ha. Super Mamix gì đây. Máy hoạt động rất ok các bác nha. Máy hoạt động ok nha. Đó. Đây là cái bun của nó này. Bun nó hoạt động còn ok các bác nha. Đây. Rồi. Cái này là ấn xuống là các bác thả cước nha. Đây. Đây. Khi mà nó thả cước bác cước các bác quay một phát là cái này lên nó tự nhảy nha. Nó tự nhảy lên nha. Ấn xuống thì bác thả cước ha. Đây là ấn lên, các bác ấn lên on thì là nhả cước,
nhặt rất nhanh các bác nha. Này, nhặt rất nhanh đó. Ấn này lại. Đó, nhặt rất nhanh nha. Đấy. Gạt rất chạy ok luôn các bác nha. Đó. Con máy còn ok các bác nha. Đây. Các bác về câu Blu-ray nhá. Blu-ray máy ngang nhá. Con này xài tay phải các bác nha, tay phải nha. Tay phải. Con này con của Thái Lan cho nên là nó tay phải cho nên giá của nó là chỉ có 350k thôi các bác nha. 350k M315 giá 350k. Đây. Rồi kế tiếp em lên cái M316 các bác nha. 316. Đây, 316 cũng là một con máy ngang Lurem. Tay quay phải các bác nha. Đây. Con này là của con Korea ha. Con Korea xuất Nhật các bác nha. Máy hoạt động rất ok này ha. Máy hoạt động ok, đây, ấn xuống này các bác có thể nhả cước vứt mồi đó. Máy nó chạy còn ok các bác nha. Đây. Quay này lên. Đấy, bùn đây. Bùn hoạt động còn ok các bác nha. Muốn nặng hay nhẹ thì các bác cứ thả cái nguồn ra. Ấn lên ấn xuống thì là nhả cước nha. Ấn xuống. Cái này gọi như là mình ấn thả cước nhanh các bác nha. Rồi cái M316 này là giá 250k các bác nha. 250k. Con này của thằng Khôi xuất Nhật nha. Giá 250k. 250k bao ship cho các bác nha. Rồi kế tiếp em lên con mã M317 các bác nha. 317 này. Đây, 317 con này cũng là con Korea, con màu đen rất rất đẹp các bác nha. Máy hoạt động nó còn ok các bác nha. Gạt cước của nó là còn quay tốt các bác. Đấy. Ấn chuông ra cước các bác nha. Các bác quay này chạy lên nha. Bùn đây. Tóm lại là máy còn hoạt động ok, các bác cứ kiểm tra trước cái thanh thoát ha. Đó. Nhiều máy thì nó để thông số cước mà nhiều máy nó không để các bác nha. Em thấy ba con bốn con này nó tương tự giống nhau cả các bác nha. Cái độ lớn giống nhau hết. Rồi cái M317 này cũng giá là 250k các bác nha. 250k con máy này nha. 250k bao ship cho các bác luôn ha. M317. Rồi kế tiếp em lên cái M318 các bác. 318 một con Korea luôn. Đây. Con này nó để cước 3 và 130 hả? Ratio của nó là 1.4.5 các bác nha. Bao Hunter S-1 ha. Máy hoạt động ok các bác nha. Đấy. Các bác ấn xuống thả mồi ha. Thả mồi. Hoạt động ok. Rồi các bác quay là nhảy lên nha. Máy Lure tay phải các bác nha. Đó, bùng của nó đó, nhả nhẹ mặt ra. Rồi cái M318 này là giá 250k luôn các bác nha. 250k bao ship các bác nha. Rồi kế tiếp em lên cái dòng máy biển các bác nha. Dòng máy biển cho các bác ai dùng dòng máy biển này về thì câu các bác nha. Rồi một con là máy biển Messenger Bang hiệu Shimano các bác nha. Ở đây để 4.000 này. Đây. Đây là thông số cước của nó đấy các bác này. Thông số cước của nó để đây là cước 6 vào 370, cước 8 vào 300 và cước 10 vào 220 ha.
Đây là thông số cơ của cái máy này ha. Carbon titanium này các bác. Đây là toàn thân carbon các bác nha, carbon titanium ha. Titanium là nó là toàn thân carbon, còn cái tay quay kim loại các bác nha. Con máy hoạt động còn ok các bác ha. Nhà cứ còn ok ha. Còn cái thằng mà đo cước này thì không biết nó xài được hay không, thì chắc em không biết. Thấy nó cứng này các bác, chắc nó chết rồi. Các bác cũng xài nó thì đưa nó lên ha. Để câu biển các bác nhé. Đó, đây một chiều, đây hai chiều ha. Đó, đây là một chiều ha. Thằng này một chiều. Một chiều tại cá và đưa thằng này xuống đó. Đưa thằng này xuống là các bác nhả cước ha. Này. Đó. Quốc thằng này hai chiều đây ra. Chiều. Rồi cái M319 này giá của nó là 250k các bác nha, 250k con này luôn ha. Này. Rồi kế tiếp em lên cái M320 các bác nha. Một con máy hiệu Daiwa các bác. Một con máy hiệu Daiwa các bác nha. Con máy thế này nó có bị muối ăn này các bác nha. Thì các bác nếu mà mua về thì là chà sơ qua cái nha. Nó bị muối ăn xíu không ảnh hưởng gì đâu. Bên em chưa có vệ sinh kỹ cho nên là nó vẫn có muối ha. Đây. Đây là thông số cước của nó các bác, cước thông số nước là cước 7 ha. Đây cước 7 vào 340 và cước 8 vào 300, cước 10 vào 260 các bác nha. Nó có hai bếp lên là hai bật đạn, còn ratio của nó là 1.3.8 các bác nha. Hiệu Daiwa Super GS660 ha. Đấy, con máy cũng rất là ok luôn. Con này hiệu Japan luôn các bác. Này, Japan này, machine Japan ha. Ở đây nó có cái miếng quay ở đây nhưng mà nó bị mất rồi các bác, nhưng mà không ảnh hưởng nha. Không ảnh hưởng gì. Các bác vẫn xài bình thường ha. Đấy. Cho nên con này thì giá có 200k luôn, để các bác 200k về chỉnh sửa mấy cái này lại rồi xài vẫn bình thường các bác nha. M320 giá 200k nha. Rồi kế tiếp em lên cái M321 các bác nha. Đây. Con này là Machine Japan các bác nha, Machine Japan. Đây là thông số cước của nó, cước 6 vào 200m. Nó để một cước 6 vào 200m thôi các bác ơi. Đây, cước 6 vào 200m nè. Thông số nó vậy. 400W Super Dynamic từ S. Con máy rất ok, rất đẹp các bác nha. Máy đẹp nè. Máy hoạt động rất êm nhá. Này. Đây. Cái này là các bác có thể ấn cái này xuống, ấn cái này xuống là các bác thả cước ha. Thả mổ nha, ấn lên là các bác có thể quay nha. À, hoặc là mình quay cái này nó tự nhảy luôn cũng được. Rồi đây cái mobin, cái bun của nó các bác nha, bun của nó. Rồi các bác muốn nhẹ hay nặng thì dùng cái này ha. Đó, con máy rất còn ok các bác nha. Đây, cái ra cước còn ok, còn quay nha. Mọi chức năng còn hoạt động bình thường các bác nha. Đó. Rồi cái mã 321 này, 321 này là giá 350k con máy này nha. 350k các bác nha. 350k con máy còn ok, còn đẹp các bác nha. Chỉ có trầy xước theo thời gian thôi ha. Cho nó không ảnh hưởng gì ha. Quan trọng là chất lượng các bác nha. Rồi ok, rồi tiếp em lên cái M322 các bác nha. 322 ha. Một con Digitana GLS đó các bác nha. Con này thì nó hơi kêu miếng ha. Con máy này hơi kêu các bác, còn cái này thì
cái này không biết nó xài được hay không thì em cũng không biết nữa. Con này hiệu Shimano các bác, hiệu Shimano Machina băng con này luôn. Con máy còn ok, xài hoạt động ok, nhưng mà cái là còn kêu các bác, nó kêu. Đây cái này các bác có thể xài xả cước ha, xả cước này. Quay trước này. Con máy này nó hơi kêu các bác nha, các bác mua về có gì nếu các bác lấy thì con này thì em cũng để rẻ thôi, các bác về chỉnh sửa lại xíu ha. Thì M322 là giá của nó khoảng 200k thôi các bác nhé, 200k ha. Nó hơi kêu, mình kêu cái gì ở trong em cũng gần lắm ha. Rồi kế tiếp em lên cái mã M323 các bác, 323 ha. Đó, con này cũng đẹp mà nó lại kêu, nó kêu cái gì ở trong thì em cũng không biết nữa. Đó, con này là con Japan hiệu Shimano luôn các bác. Đấy. Con này ba bật đạn, radio của nó là 1.6.4 các bác nha, Shimano nó để ở đây này 3.000 ha, 3.000 mà size của nó con này chắc phải 5-6.000, nó để 3.000 nhiều lúc là để thương hiệu của nó các bác nha, cái còn là con này lớn lắm. Còn cái máy biển này, cái này nó bị sai được hay không em cũng không biết nữa, không biết hết pin này nó chết thì em không biết ha, nó máy hơi kêu ha. Thì 300M323 này em để giá 200k cho các bác ha. À, các bác mua về rồi có gì chỉnh sửa lại ha. Đó, ấn cái này xuống thì nó hai chiều các bác nha, nhả bun ra. Rồi cái M323 này giá 200k các bác nha, 200k ha. Rồi kế tiếp em lên cái M324 các bác. Con này Machina băng luôn ha. Một con máy ngang thôi mà, đa số là máy ngang nha, máy ngang máy biển các bác nha. Đây. Con Alex SS các bác. SS 700 hiệu Ryobi các bác. Con máy ngang rất đẹp các bác nhé. Đây. Đây quay. Đây là nhả cước các bác nhé, nhả cước ha. Đi lên, quay cước. Mà nhìn ra ban luôn. Rồi. Cái M324 này giá là 350k các bác nha, 350k con máy này nha. Rồi kế tiếp em lên cái M325 gì cái này 324 chứ 324 rồi cái này 325 325 là một con cực, toàn con này toàn thân carbon các bác nha, toàn thân carbon ở đây là có một cái kim loại thôi ha, ST60 Super Dynamic ha. Cái này radio của nó là 1.3.8 các bác à. Còn thông số cước của nó thì nó nhiều máy thì nó để nhiều máy nó không để các bác nha, nhưng mà con này size của nó chắc là 7-8 ngàn các bác nha, cũng hơi to đó, không phải nhỏ đâu. Ở đây có quần cước còn size được các bác nha, cứ còn xài được ha. Hiệu Daiwa các bác. Rồi M325 này giá là 280k các bác. Con này là 280k nha. Rồi, kế tiếp em lên một con máy M326 các bác nha. Dòng máy biển các bác nha. Này. Máy hoạt động rất ok các bác này. Máy hoạt động rất ok ha không?
con máy còn ok các bác nè. Đây, con máy nội địa Nhật hiệu Daiwa các bác nha. Đây. Đồ ăn Stan L1 hiệu Daiwa. Đây. Dòng máy này dòng máy cơ bạo lực các bác nha. Các bác phải dùng câu biển nha. Tại các khủng nha. Đây. Mọi chức năng đều ok các bác. Đây, cái này là thả mồi nhá. Cái M326 này là giá 350k các bác nha. Con này bà giá 350k bao ship các bác nha. Rồi kế tiếp em lên cây M327 các bác, 327 này. Đấy. Nó có hai chế độ các bác, cái này thì nó kêu nhỏ hơn, bên nhỏ hơn. Bác muốn lớn thì ấn nó xuống là bên nó lớn hơn. Đấy. Máy hoạt động ok các bác nha. Đấy, một con hiệu Olympic các bác, Smart Senior Band luôn. Mọi chức năng hoạt động còn bình thường các bác nha. Chỉ có là nó cũ theo thời gian thôi các bác ha. Nhưng mà mọi chức năng ok các về câu cá ok rồi, hình thức của nó thì nó hàng đã hàng bãi cho nên là cũng hơi cũ các bác nha. Đó. M327 này giá 230k các bác nha. 230k có con máy này thôi ha. Các bác về câu cá lớn ha. Tải cá lớn nha. Rồi, kế tiếp em lên cái M328 các bác. Này. 328 một con Doyuki hiệu Daiwa No 1000M ha. Máy còn một con máy rất đẹp các bác nha. Máy tròn rất đẹp này. Con này là con nội địa Nhật các bác nha. Đấy, máy hoạt động rất ok luôn ha. Đó. Máy này có chế độ rơi cho nên là nó có khật xíu các bác nha. Đấy, này nhà cước ha. Nhà cước đấy. Nhà hai chiều. Cái này hai chiều nhá. Một chiều. Rồi M328 này là giá của nó là 250k các bác nha, 250k. Tóm lại toàn bộ cái lô này thì em cũng bao ship cho các bác luôn ha. Rồi kế tiếp em lên cho các bác một con máy bền nhé. Một máy bền là cái mã M329 các bác. Máy bền ha. Máy bền, máy bền này còn mới các bác nha. Đẹp lắm, còn mới còn đẹp ha. Hình thức của nó còn đẹp ha. Chỉ có trầy xiếc thôi. Cho mọi chức năng hoạt động là bình thường các bác nha. Đây, đây là một chiều ha, đây hai chiều. Đó, cái này một chiều thôi, một chiều này. Còn cái này qua bên này là các bác thả mồi ha. Đây, cái này vứt mồi các bác nha. Đây. Máy hoạt động rất ok ha. Đây. Một chiều. Đây có chế độ quay các bác nha. Đây, cái bun của nó đây, nhẹ mặn. Còn cái bun của nó đây, quay. Rồi cái máy bên này là dạ M329, giá 300k con này các bác nhé. 300k nhé. Rồi em lên cái mã M330 các bác. M330. Một con Japan hiệu Olympic ha. Con máy tròn các bác ha. Ừ.
động ok. Ấn qua bên này nhả cước nha. Đấy. Máy hoạt động mượt lắm các bác nha. Đó. Đấy. Rồi cái M330 này giá 200k các bác, để các bác cho các bác 200k vì lý do là nó hơi, con này nó hơi cũ miếng ha. Đây. Cho hoạt động bình thường nha. M330 giá 200k nha. Rồi kế tiếp em lên cái mã M331 các bác nha. M331. Con máy tròn đẹp các bác nha. Này. Okan Touch 1000 các bác, hiệu Daiwa ha. Máy hoạt động ok các bác nha. Đây, mọi chức năng là ok bình thường nha. Đây. Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nữa nha. Đó. Đấy nhà cước ha. Đây cái này nó quay 2 chiều. Một chiều. M331 này giá 280k các bác, 280k bao ship cho các bác con này luôn nha. Con này nói chung còn đẹp nha. Đây. Đây ra cước hoạt động bình thường nha. Rồi kế tiếp em lên cái mã M332 các bác, 332 nha. Dòng này dòng máy ngang các bác nha. Ở đây đa số là dòng máy ngang mà tay quay phải các bác nhé. Đây, ra cước của nó các bác. Đây. Đây ra cước của nó này. Đây. Đây xả cước các bác. Đây này quay một chiều ha. Qua bên này thì nó kêu này. Một con xe lai hiệu Daiwa. Con máy hoạt động của ông ok các bác nha. Rồi cái mã M333 này là giá 250k các bác nha. Đấy. Rồi, lô này thì em cũng bao ship cho các bác luôn ha. Để các bác yêu thích kênh của em thì đăng ký kênh dùm em ha. Rồi em sẽ lên những dòng cần và máy. Rồi các bác yêu thích thì cứ liên hệ về số 0778873789 các bác nha. Thì mọi thắc mắc gì thì các bác cứ liên hệ cho em. Rồi những thông tin của máy thì các bác cứ qua Zalo để em gửi thông tin cho các bác xem ha. Rồi em xin chào và cảm ơn các bác đã theo dõi nha.